cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận đang truy xét một đối tượng cướp tài sản táo tợn. Đối tượng xông vào tiệm game rồi dùng dao khống chế hai người phụ nữ, cướp gần 25 triệu đồng trong quầy thu ngân rồi tẩu thoát. Theo thông tin ban đầu và hình ảnh camera ghi lại, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 2, một thanh niên đi từ ngoài đường vào tiệm game bắn cá trên đường Trường Chinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đối tượng giật chiếc điện thoại di động trị giá 10 triệu đồng của cô gái phục vụ trong tiệm game. Sau đó, thanh niên này đi đến quầy thu ngân, rút con dao mang theo, đe dọa nữ nhân viên thu ngân của tiệm và yêu cầu đưa tiền. Nạn nhân mở ngăn kéo của bàn làm việc ra để lấy tiền, nhưng chưa kịp lấy thì thanh niên này đã giật lấy số tiền, tổng cộng gần 25 triệu đồng. Bà lại chiếc điện thoại đã giật trước đó rồi tẩu thoát. Công an thành phố Phan Thiết đã triển khai lực lượng thu thập thông tin, lấy lời khai của người có liên quan và khẩn trương truy xét, điều tra vụ việc.